Xin chào tất cả các bác. Kính chào bên em, hôm nay có một đơn hàng đơn địa hình Chupit 8.8 đi Hà Nội. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Địa hình Chupit 8.8 đi Hà Nội. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác này. Chiếm gửi thùng hàng. Cái này là hình như là em trả cước hay sao ấy. Vâng. Cái hợp đồng.